Kể từ ngày lớp ta chia tay bạn bè, rời xa mái trường các anh thân yêu, nay đã trải qua 30 năm. Và cũng gần ấy thời gian, mỗi chúng ta đã bị cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời, với bao suy nghĩ, lo toan cho cuộc sống, với bao niềm vui, nỗi buồn. Nhưng có một điều chắc chắn rằng mỗi người trong chúng ta không thể quên được, đó là những ngày học chung dưới mái trường cấp 2 thân yêu. Mỗi năm đến hè thì cánh phượng hồng rực cháy, những hình ảnh về bạn hữu, kỷ niệm áo trắng ngày xưa bất chợt hiện lên trong lòng mỗi người, niềm bồi hồi xúc động. Và cũng trong niềm xúc cảm đó, chúng ta mong muốn được trở lại mái trường thân yêu xưa để gặp lại bạn bè thân thương cũ. Và hôm nay trong không gian tuyệt đẹp này, có thể nói là trời chiều lòng người, thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng mình cùng nhau tổ chức buổi họp mặt ôn lại kỷ niệm 30 năm qua. Chúng ta cùng chào đón các thành viên của hội lớp cấp 2, niên khóa 1990-1994. Hôm nay, là theo danh sách, chúng ta có 55 bạn trên tổng số 74 bạn của lớp. Còn một số bạn vì có công việc tổ xuất và quan trọng không thể bố trí được. Nhưng các bạn cũng đã gửi gắm tình cảm với hội lớp bằng tinh thần và cả vật chất để buổi họp mặt được thành công tốt đẹp.
và thay mặt cho ban liên lạc cũng xin trân trọng cảm ơn rất nhiều những bạn mặc dù hôm nay không có mặt nhưng đã chia sẻ tình cảm của mình với Lương thật đầm ấm. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thành yêu thương, thành nỗi nhớ không bao giờ quên. Hôm nay là một ngày không thể nào quên đối với tất cả chúng ta, những người đã có mặt tại đây để cùng viết thêm những điều tốt đẹp trong ký ức, để nhớ về một thời đẹp nhất của cuộc đời mình. Đó là thời học sinh trong sáng, ngây thơ nhưng cũng đầy tinh nghịch. Hôm nay thì lớp chúng ta đã có tổng số 74 thành viên. Và hôm nay như thông báo trước đấy là có 55 bạn tham gia. Một số bạn có thể phải đến sau. Mỗi bạn có hoàn cảnh khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, địa vị xã hội khác nhau, nhưng đều đoàn kết rất tốt và không có sự phân biệt gì hết đối với lớp chúng ta. Và trong 5 năm gần đây, các cụ tứ thân phụ mẫu của chúng ta đã cao tuổi cứ lần lượt dắt tay nhau về gọi tự lạc. Ban liên lạc và các bạn trong hội lớp đã luôn cố gắng để hoàn thành trách nhiệm với lớp, với bạn bè. Và song song với đó là chúng ta cũng lần lượt lên chức ông bà cả rồi. Con cái của các bạn cũng đã đến tuổi dựng vợ cả chồng. Và vì vậy, 5 năm vừa qua, chúng ta đã liên tục được chia sẻ những niềm vui đó. Mỗi lần đi mừng đám cưới của các bạn, chúng ta vẫn luôn là lớp có số lượng đông nhất, đoàn kết nhất, vui vẻ nhất. Và chúng ta rất tự hào vì điều đó. Có đúng không ạ các bạn? Vâng, tự hào. Trước khi vào chương trình, mong các bạn đặt đủ một tràng bóng tay thật lớn để đoàn kết ạ. Thưa toàn thể các bạn thân mến, thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, mang theo tuổi học trò với bao kỷ niệm tươi đẹp. Thấm thoát đã 30 năm kể từ ngày chúng ta rời xa mái trường trung học cơ sở Sơn Đông. Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để tổ chức kỷ niệm mốc thời gian đầy ý nghĩa đó. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban liên lạc của hội lớp, xin gửi tới các bạn lời chào thân thương nhất. Chúc các bạn cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe, thành công, hạnh phúc viên mãn. Chúc cho buổi gặp mặt hôm nay của chúng ta thật nhiều niềm vui, bổ ích, ý nghĩa. Chúc cho tình bạn của chúng ta ngày càng bền chặt, gắn bó, đoàn kết. Thưa toàn thể các bạn, kể từ ngày lớp ta chia tay bạn bè, rời xa mái trường cấp 2 thân yêu, nay đã trải qua 30 năm. Và cũng gần ấy thời gian, mỗi chúng ta đã bị cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời với bao suy nghĩ, lo toan cho cuộc sống, với bao niềm vui, nỗi buồn. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, mỗi người trong chúng ta không thể quên được, đó là những ngày học chung dưới mái trường cấp 2 thân yêu. Mỗi năm đến hè, khi cánh phượng hồng dựng cháy, những hình ảnh về bạn hữu, kỷ niệm áo trắng ngày xưa bất chợt hiện lên trong lòng mỗi người, niềm bồi hồi xúc động. Và cũng trong niềm xúc cảm đó, chúng ta mong muốn được trở lại mái trường thân yêu xưa để gặp lại bạn bè thân thương cũ. Và hôm nay trong không gian tuyệt đẹp này, có thể nói là trời chiều lòng người, thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng mình cùng nhau tổ chức buổi họp mặt ôn lại kỷ niệm 30 năm qua. Và để cho buổi họp mặt hôm nay được thành công tốt đẹp, các bạn hãy nổ một tràng pháo tay thật rực rỡ ạ. Thưa toàn thể các bạn, và trong buổi họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày ra trường hôm nay, chúng ta cùng chào đón các thành viên của hội lớp cấp 2 niên khóa 1990-1994. Hôm nay là theo danh sách, chúng ta có 55 bạn trên tổng số 74 bạn của lớp. Còn một số bạn vì có công việc đột xuất và quan trọng không thể bố trí được. Nhưng các bạn cũng đã gửi gắm tình cảm với hội lớp bằng tinh thần và cả vật chất để buổi họp mặt được thành công tốt đẹp. Và thay mặt cho ban liên lạc cũng xin trân trọng cảm ơn rất nhiều những bạn mặc dù hôm nay không có mặt nhưng đã chia sẻ tình cảm của mình với lớp thật đầm ấm. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa toàn thể các bạn, chương trình họp mặt của chúng ta hôm nay gồm có các nội dung sau đây.
Thứ nhất là chúng ta chụp ảnh những một quãng thời gian không phải là dài, nhưng cũng đủ để tất cả chúng ta biến những kỷ niệm đó trở thành mãi mãi, thành yêu thương, thành nỗi nhớ không bao giờ quên. Hôm nay là một ngày không thể nào quên đối với tất cả chúng ta, những người đã có mặt tại đây để cùng viết thêm những điều tốt đẹp trong ký ức, để nhớ về một thời đẹp nhất của cuộc đời mình, đó là thời học sinh trong sáng, ngây thơ nhưng cũng đầy tinh nghịch. Để các bạn hình dung được những nét cơ bản nhất về hội lớp của chúng ta, sau đây thay mặt ban liên lạc tôi xin báo cáo những nội dung rất ngắn gọn. Đến hiện tại thời điểm này thì lớp chúng ta đã có tổng số 74 thành viên. Và hôm nay như thông báo trước đấy là có 55 bạn tham gia, một số bạn có thể phải đến sau. Mỗi bạn có hoàn cảnh khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, địa vị xã hội khác nhau, nhưng đều đoàn kết rất tốt và không có sự phân biệt gì hết đối với lớp chúng ta. Và trong 5 năm gần đây, các cụ tứ thân phụ mẫu của chúng ta đã cao tuổi, cứ lần lượt dắt tay nhau về gọi tự lạc. Ban liên lạc và các bạn trong hội lớp đã luôn cố gắng để hoàn thành trách nhiệm với lớp, với bạn bè. Và song song với đó là chúng ta cũng lần lượt lên chức ông bà cả rồi. Con cái của các bạn cũng đã đến tuổi dựng vợ cả chồng. Và vì vậy, 5 năm vừa qua, chúng ta đã liên tục được chia sẻ những niềm vui đó. Mỗi lần đi mừng đám cưới của các bạn, chúng ta vẫn luôn là lớp có số lượng đông nhất, đoàn kết nhất, vui vẻ nhất. Và chúng ta rất tự hào vì điều đó. Có đúng không ạ các bạn? Và tự hào là may cả một đời. Tình bạn học phổ thông là thuần khiết nhất, mộc mạc nhất, cao quý nhất, xúc động nhất, lãng mạn nhất, kiên cố nhất và vĩnh hằng nhất. Cùng học chung lớp, vui thì cười, giận hờn thì mắng nhau, dỗi hờn thì quay mặt lặng thinh, đám tiếng thì có thể đấm đá nhau một cái, tính tình ngay thẳng. Cô này ngồi đây nhớ là chuyện xưa, có lẽ các bạn và tôi đều mỉm cười mãn nguyện vì chúng ta có những tình bạn rất tuyệt vời. Không có lợi ích vật chất, không có vụ lợi, không có lợi dụng lẫn nhau. Đó là viên ngọc quý mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi người, đó chính là tình bạn học. Và cuối cùng, để chúng ta hoặc chợt nhận ra rằng chỉ có tình bạn là đáng nhớ nhất và vô cùng khó quên. Nào các bạn, chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho tình bạn của chúng ta. Và sau đây, xin mời tất cả các bạn hướng lên phía màn hình để theo dõi một đoạn phim tư liệu của lớp chúng ta suốt thời gian qua. Xin mời các bạn. Rồi xin mời các bạn. Bây giờ là chương trình
du dương